Chương 2 điện dung và tụ điện, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về khái niệm điện dung, rồi khái niệm về tụ điện, các đại lượng đặc trưng cho tụ điện, phân loại tụ điện và ứng dụng của mỗi loại vào trong kỹ thuật. Các em biết rằng là tụ điện có vai trò rất là quan trọng trong mạch điện tử. Thì qua bài học này chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái vai trò quan trọng đó và cái ứng dụng của nó quan trọng như thế nào. Chúng ta đi vào phần 1. Vật dẫn cân bằng điện. Thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là thế nào là vật dẫn cân bằng điện? Thì như các em đã học ở chương 1 thì chúng ta biết rằng một cái vật được gọi là vật dẫn khi nào? Đó là khi mà cái vật của chúng ta nó chứa nhiều điện tích tự do thì chúng ta gọi là vật vật dẫn điện. Còn vật cách điện thì là vật chứa ít hoặc là không chứa các điện tích tự do. Đó, như vậy là ở đây chúng ta có vật dẫn điện, có nghĩa là vật mà chứa các hạt mang điện tự do. Và các hạt mang điện tự do này sẽ chuyển động hỗn loạn bên trong cái vật dẫn điện đó. Đó là cái phần vật dẫn điện. Thì bây giờ chúng ta sẽ có điều kiện để cho cái vật dẫn điện đó ở trạng thái cân bằng tĩnh điện. Điều kiện thứ nhất đó là vector cường độ điện trường tại mọi điểm bên trong vật dẫn phải bằng 0. Vector cường độ điện trường là E. Bên trong, tại mọi điểm bên trong vật dẫn bằng 0. Điều kiện thứ hai đó là thành phần tiếp tuyến của vector cường độ điện trường tại mọi điểm trên bề mặt vật dẫn phải bằng 0. Có nghĩa là cái vector cường độ điện trường E nhưng mà nó có cái thành phần tiếp tuyến trên bề mặt vật dẫn bằng 0. Nghĩa là vector cường độ điện trường hay là các đường xuất điện phải vuông góc với bề mặt của vật dẫn. Thì khi mà vector E mà vuông góc với bề mặt của vật dẫn thì chiếu lên cái phương tiếp tuyến thì nó sẽ bằng 0. Vì nó vuông góc với cái bề mặt vật dẫn. Đó, như vậy là chúng ta có hai cái điều kiện để vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện. Ta khảo sát tiếp phần tiếp theo đó là các tính chất quan trọng của vật dẫn. Chúng ta đang xét là vật dẫn cân bằng tĩnh điện. Thì tính chất đầu tiên đó là vật dẫn cân bằng tĩnh điện là một khối đẳng thế. Mặt vật dẫn là một mặt đẳng thế. Mặt đẳng thế hay là khối đẳng thế ở đây có nghĩa là điện thế tại mọi điểm bên trong cái vật và trên bề mặt là nó bằng nhau. Tính chất quan trọng thứ hai của vật dẫn đó là điện tích chỉ phân bố trên bề mặt của vật dẫn. Bên trong vật dẫn điện tích bằng 0. Như vậy là qua cái ý thứ hai này thì chúng ta chú ý là điện tích lúc này nó chỉ phân bố trên bề mặt của vật dẫn, có nghĩa là vật dẫn lúc này của chúng ta nếu mà xét về tích điện là nó tích điện theo bề mặt các em. Còn bên trong vật dẫn thì điện tích bằng 0. Thì cái vật dẫn
tích điện như thế này á, thì chúng ta sẽ tưởng tượng nó giống như là cái vỏ máy bay khi nó bay xuyên qua các đám mây á. Khi máy bay mà nó bay xuyên qua các đám mây, mà lúc này các đám mây mà lúc mà gần trời mưa á, thì các em sẽ thấy là nó tích điện rất là nhiều. Vậy vỏ máy bay của chúng ta sẽ bị tích điện và lúc này sẽ là nguy hiểm á. Nhưng mà do cái vỏ máy bay nó tạo thành một cái mặt công kính, nên là các em thấy là khi đi máy bay thì người ta sẽ làm cái vỏ máy bay cùng với các cái kính mà chúng ta có thể quan sát ra bên ngoài á, nhưng mà nó không bao giờ mở ra được, nó tạo thành một cái mặt kính luôn. Và như vậy khi mà cái lớp vỏ mà nó xuyên qua các đám mây nó tích điện á, thì nó chỉ tích điện trên lớp vỏ thôi, còn bên trong chính là chúng ta là ngồi bên trong, hành khách ngồi bên trong, thì người ta chứng minh ra được là cái cường độ điện trường E bên trong của vỏ máy bay là bằng không. Chúng ta chú ý cái đặc điểm như vậy nha. Phần thứ hai chúng ta đi tìm hiểu đó là điện dung của vật dẫn cô lập. Điện dung của vật dẫn cô lập được định nghĩa như thế nào? Thì ở đây điện dung của vật dẫn cô lập được định nghĩa là đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng tích điện của vật dẫn. Như vậy chúng ta đi xét một cái vật dẫn mà chúng ta có khái niệm về điện dung, nghĩa là cái điện dung là đặc trưng cho khả năng tích điện. Dung ở đây từ Hán Việt có nghĩa là chứa, chứa điện. Như vậy điện dung có nghĩa là đặc trưng cho khả năng chứa điện. Như vậy các em sẽ thấy rằng là tùy vào mỗi vật nó có một cái điện dung riêng, các vật khác nhau nó chứa được một cái lượng điện tích sẽ khác nhau. Giống như chúng ta hiểu như là mỗi người thì mỗi người có khả năng ăn khác nhau vậy đó, người thì ăn nhiều, người thì ăn ít, thì cái điện dung có ý nghĩa giống cũng tương tự như vậy, nó đặc trưng cho khả năng tích điện của vật dẫn. Và điện dung của một vật dẫn cô lập thì bằng lượng điện tích mà vật dẫn đó tích được khi điện thế của nó bằng một đơn vị. Về công thức thì chúng ta sẽ có công thức là Q bằng C nhân V. Ở đây các em chú ý với thầy á, là Q là lượng điện tích mà vật dẫn đó tích được bằng C. C ở đây là chúng ta sẽ có cái khái niệm mới, đó chính là điện dung. C nhân cho V, V được gọi là điện thế. Chúng ta đã học ở cái chương 1 rồi, đúng không? V là điện thế. Q thì đơn vị là coulomb, điện tích của vật dẫn. V đơn vị là volt, điện thế. Và C đơn vị ký hiệu là chữ F. Chữ F chúng ta đọc là farad nha các em. F đọc là farad. Rồi, điện dung của vật dẫn cô lập. Đó, như vậy ở phần thứ hai này là chúng ta tìm hiểu về định nghĩa điện dung của một vật vật dẫn cô lập. Nó là đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng tích điện của vật dẫn, và chúng ta có công thức là Q bằng C nhân V, và C đơn vị là farad, gọi là điện dung của vật dẫn cô lập. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tụ điện. Thì trong cái phần tụ điện này nó có nhiều mục nhỏ, thì chúng ta sẽ đi xét cái phần đầu tiên, đó là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về định nghĩa về tụ điện. Để các em quan sát hai hình hình vẽ về tụ điện. Thì ở đây tụ điện được định nghĩa là một hệ gồm có hai vật dẫn
vật dẫn là cái phần chúng ta đã khảo sát vừa rồi. À, thì tụ điện là một hệ gồm có hai vật dẫn, và hai vật dẫn này đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp điện môi. Lớp điện môi là lớp cách điện á. À, thì các em có thể quan sát cái hình bên phải đây, à, là một cái tụ điện thì gồm có hai cái vật dẫn. Hai vật dẫn ở đây với cái hình này của chúng ta có thể là hai cái bảng bằng kim loại đặt song song với nhau, tích điện trái dấu, và nó ngăn cách ở giữa bằng một cái lớp điện môi. Lớp điện môi là môi trường cách điện, các em có thể là không khí khô, có thể là gốm sứ nhựa vân vân, đó là những cái môi trường cách điện. Có nghĩa là trong cái khoảng không gian này nó không có dẫn điện được em. Và tụ điện thì cái ứng dụng của nó rất là quan trọng trong cái ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Đó là tụ điện được dùng phổ biến trong các mạch điện xoay chiều và các mạch vô tuyến điện. Vậy thì đặt ra câu hỏi là nhiệm vụ của tụ điện dùng để làm cái gì vậy? À, thì các em nhớ cho thầy là gì? Là tụ điện nó có nhiệm vụ, à, tụ mà, tụ điện có nghĩa là nó dùng để tích điện, tích tụ á. À, như vậy là tụ điện là cái thiết bị là nó dùng để tích điện, nhưng tích điện xong rồi là nó còn phóng điện nữa, phóng điện trong cái mạch điện. Và chúng ta có thể nói là bằng một cái ngôn ngữ bên kỹ thuật, đó là nó dùng để tích điện và sau đó nó phóng điện để nuôi các cái thiết bị điện tử. Đó là cái ý nghĩa của tụ điện và ứng dụng của tụ điện. Chúng ta vừa mới tìm hiểu về định nghĩa tụ điện, ứng dụng của tụ điện và cái ý nghĩa của tụ điện. Thì cái tụ điện mà thầy vừa mới giới thiệu cho các em đó là ở cái hình bên phải này là tụ điện phẳng nha các em. Tụ điện phẳng thì nó gồm có hai bảng kim loại phẳng đặt song song với nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp điện môi. Trong cái mạch điện thì tụ điện sẽ được ký hiệu, tụ điện phẳng được ký hiệu là bằng hai cái dấu gạch song song với nhau và có độ dài bằng nhau. Rồi hai bên là có hai cái dấu gạch ngang là đặc trưng cho dây dẫn. Còn hai cái đoạn song song này là tụ điện, hai bản của tụ điện đây. Khoảng giữa là chúng ta sẽ có ngăn cách bởi một lớp điện môi. Nên chúng ta vẽ một cái khoảng cách. Đó, đây là cái ký hiệu của tụ điện trong mạch điện. Có nghĩa là khi mà làm bài tập mà các em nhìn vào cái ký hiệu như thế này thì các em biết đây là tụ điện. Ngoài ra cái hình ở dưới này của chúng ta đó là một cái tụ điện trong thực tế. Tụ điện trong thực tế là như thế nào? Đó là tụ điện trong thực tế là cái hai cái bảng kim loại là hai cái vật dẫn á, thì là thường là hai cái tấm giấy thiết kẽm hoặc là nhôm. Các em quan sát cái hình này, ở đây chúng ta có là hai cái tấm kim loại á, là nó là hai cái tấm giấy thiết kẽm hoặc nhôm. Đây các em thấy nè, ở đây chúng ta có ghi là tấm kim loại này, thì các em thấy là nó màu xám á, đúng không? Thì nó có hai cái tấm kim loại này, nó được cuộn tròn lại. Nhưng mà nếu cuộn tròn mà như thế này á, thì các em thấy là nó sẽ tiếp xúc với nhau và nó dẫn điện rồi. Thì khi mà nó dẫn điện rồi thì nó không có còn gọi là tụ điện nữa, đúng không? Do đó người ta ngăn ở giữa bằng một cái lớp điện môi, nó mỏng thôi, đúng không? Nhưng mà nó cách điện. Đó, như vậy lớp điện môi là một cái lớp giấy tẩm một chất cách điện, ví dụ như paraffin, là một cái hợp chất cách điện. Đó, như vậy là
hai bảng và lớp điện môi này được cuộn lại và đặt vào bên trong một cái vỏ bằng kim loại. Thì chúng ta sẽ thấy là cái tấm kim loại với lại là cái lớp điện môi này nó sẽ được cuộn 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 tròn lại, nhưng mà nó được đặt xen kẽ với nhau và đặt vào cái vỏ bằng kim loại, nó cũng được cách điện. Và ở hai đầu ra thì chúng ta có cái hai cực để nối với nguồn điện. Đó, đây là một cái hình minh họa một cái tụ điện cụ thể trong thực tế. Còn ở trên đây đó là cái hình mô phỏng cho tụ điện phẳng. Thì thường chúng ta làm bài tập á, thì chúng ta sẽ làm bài tập về cái tụ điện phẳng. Thì vì tụ điện phẳng nó dễ hơn nên chúng ta làm từ dễ đến khó, chúng ta làm cái phần dễ trước. Ở phần tụ điện này á, thì chúng ta biết cái ý nghĩa của tụ điện là dùng để tích điện rồi sau đó sẽ phóng điện. Vậy trước tiên chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là làm cách nào để tích điện hay là để nạp điện cho một tụ điện. Ở đây các em quan sát cái hình và chúng ta sẽ thấy là chúng ta có một cái tụ điện. Và để tích điện cho tụ điện thì các em thấy rằng cái hình này đó là chúng ta sẽ gắn tụ điện này vào một cái ắc quy hay là vào một cái nguồn pin. Đó, như vậy là ắc quy hoặc là pin nó sẽ có hai cực, đó là cực dương và cực âm gắn với hai bảng của tụ điện. Đó, và khi mà chúng ta đóng cái khóa khóa S lại. Đúng không? Ở đây chúng ta vẽ lại cái sơ đồ này. Pin hoặc là ắc quy thì sẽ ký hiệu bằng một cái thanh dài và một thanh ngắn. Thì thanh dài chúng ta ký hiệu là cực dương, thanh ngắn là cực âm. Còn tụ điện là hai cái đoạn này chúng ta vẽ nó bằng nhau nha, song song bằng nhau. Còn cái bộ pin hoặc là ắc quy thì chúng ta gọi là nguồn điện một chiều á. Thì nguồn điện một chiều thì chúng ta vẽ một thanh dài một thanh ngắn. Cái phần nguồn điện mà chúng ta cũng đã học ở lớp 11 rồi, nên là nhìn vào là các em hiểu đây là nguồn điện một chiều. Thì giữa hai cực của ắc quy thì nó sẽ có một cái hiệu điện thế. Bên cái ký hiệu của tiếng Anh thì người ta sẽ ký hiệu là chữ V thôi, còn bên mình là mình sẽ ký hiệu là chữ U, là hiệu điện thế giữa hai cực của ắc quy hay là của pin. Đó, thì khi mà chúng ta đóng cái khóa S lại thì lúc này hai bảng của tụ điện nó sẽ được tích điện. Vì chúng ta biết là electron là nó có rất là nhiều ở cực âm, thì lúc này electron nó sẽ chạy qua bên cái bảng L và lúc này nó làm cho bảng L này tích điện âm. Thì cái bảng L này sau khi tích điện âm xong á, thì nó sẽ cái bảng H này nó là song song và đặt gần với bảng L, do đó là cái bảng H này nó cũng sẽ tích điện nhưng mà tích điện trái dấu với cái bảng L là tích điện dương. Và lúc này nó sẽ tích điện dưới cái hiện tượng đó là hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng. Đó, như vậy là chúng ta vừa nghe thầy giảng cái phần cách nạp điện cho tụ. Thì chúng ta sẽ tóm được lại cái phần cách nạp điện cho tụ. Đó là để nạp điện cho tụ thì chúng ta sẽ nối hai bảng của tụ điện với hai cực của một nguồn điện. Nguồn điện này là nguồn điện một chiều nha các em. Pin hoặc là ắc quy. Và hai bảng của tụ điện tích điện do điện hưởng toàn phần. Là điện hưởng toàn phần có nghĩa là nhiễm điện do hưởng ứng á. Thì các em học ở chương 1 chúng ta biết là nhiễm điện thì có 3 loại. Một là nhiễm điện do cọ xát, hai là nhiễm điện do tiếp xúc và ba là nhiễm điện do hưởng ứng, hay mình gọi là điện hưởng toàn phần.
và điện tích của hai bảng sẽ có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu là quy và trừ quy. Như vậy là mình thấy cái bảng H này nè, nó nối với cực dương của nguồn nên là nó tích điện dương. Còn bảng L này nối với cực âm của nguồn thì nó tích điện âm. Được không? Nhưng mà như thầy giải thích đó là tại sao lại là nó tích điện trái dấu được vậy, thì nó sẽ tích điện do cái hiện tượng là nhiễm điện do hưởng ứng, nghĩa là bảng L này lúc đầu tích điện âm trước thì sau đó là bảng H này nó sẽ tích điện dương do hiện tượng điện hưởng toàn phần và nó tích điện có độ lớn bằng nhau nha các em, nhưng trái dấu nha. Và đó là cái phần cách nạp điện cho tụ. Phần tiếp theo đó là chúng ta đi tìm hiểu về điện dung của tụ điện. Đây là một cái hình ảnh về tụ điện trong thực tế. Thì điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. Thì cái chữ điện dung thầy đã phân tích cho mình từ đầu rồi. Điện dung là cái khả năng chứa điện tích. Vậy điện dung của tụ điện thì nó là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. Và nó bằng lượng điện tích mà tụ tích được khi ta nâng hiệu điện thế giữa hai bảng tụ từ 0 lên một đơn vị. Một đơn vị ở đây là 1 V đó. Vì hiệu điện thế thì chúng ta biết là đơn vị là volt. Và như thầy nói là chúng ta ký hiệu chữ hiệu điện thế này là chữ U. Ở trong cái phần chương 1 thầy cũng đã đưa ra cái khái niệm về hiệu điện thế rồi. Vậy chúng ta ký hiệu điện dung của tụ điện là C và đơn vị là farad. Tuy nhiên cái đơn vị farad này là một đơn vị rất là lớn của điện dung. Do đó là trong thực tế là chúng ta thường hay dùng cái đơn vị là microfarad. Và một microfarad thì bằng 10 mũ trừ 6 farad. Về công thức tính điện dung thì chúng ta có công thức là C thì bằng Q chia U. Với Q là điện tích mà tụ điện tích được, đơn vị là coulomb, U đơn vị là volt, là hiệu điện thế đặt vào hai bảng hay là hai cực của tụ điện. Và C là điện dung của tụ điện rồi, chúng ta đã có ký hiệu và đơn vị ở trên rồi. Các em quan sát cái hình bên phải này thì chúng ta có đây là một cái tụ điện. Và trên vỏ của tụ điện thì thường ghi các cái thông số gì vậy? Thì các em thấy là trên vỏ tụ điện là thường nó sẽ ghi hai cái thông số cơ bản. Một, đó là nó ghi cái thông số về điện dung của tụ điện. Và hai, là nó ghi hiệu điện thế giới hạn U max đặt vào hai cực của tụ điện. Như vậy ở đây ví dụ các em thấy là trên cái tụ điện này nó ghi hai thông số thì mình sẽ có đơn vị có thông số thứ nhất đó là điện dung của tụ điện đó là 2200 microfarad thì đây chính là điện dung C. Đúng không em? Và ở dưới này nó ghi là 35 V. 35 V đó chính là hiệu điện thế giới hạn U max đặt vào hai cực của tụ điện. U max bằng 35 V. Đó, như vậy là mình phải biết cách đọc các cái thông số cơ bản ghi trên vỏ của tụ điện. Cũng có hai thông số cơ bản nha, một là điện dung C và hai là hiệu điện thế giới hạn U max. Vậy hiệu điện thế giới hạn U max là cái gì vậy? Đó là hiệu điện thế lớn nhất mà tụ điện còn có thể chịu được. Ví dụ như là các em đặt vào hiệu điện thế 30 V hay là 20 V thì tụ điện của chúng ta nó sẽ không hoạt động hoặc là nó hoạt động yếu.
Đó. Còn nếu mà các em đặt vào mà đúng hiệu điện thế 35V thì tụ điện nó sẽ hoạt động bình thường. Và nếu mà em đặt vào hiệu điện thế mà 50V chẳng hạn hay là 100V chẳng hạn thì tụ điện lúc này nó sẽ vượt qua cái giới hạn, nghĩa là sao? Nghĩa là cái lớp điện môi ở giữa các em, bởi vì hiệu điện thế nó lớn quá, điện tích nó nhiều quá. Đó, vậy đó mình hiểu là hiệu điện thế mà lớn có nghĩa là tích điện nhiều. Đúng không? Mà tích điện nhiều thì lúc này cái lớp điện môi ở giữa nó không còn cách điện nổi nữa. Dẫn đến là điện tích nó truyền qua luôn lớp điện môi. Và điện tích mà truyền qua lớp điện môi luôn thì lúc này chúng ta nói là tụ điện bị đánh thủng. Em tụ điện bị đánh thủng. Đó, như vậy là chúng ta chú ý về cái hiệu điện thế giới hạn UMAX này để chúng ta biết cách chúng ta lắp các tụ điện cho thích hợp. Nếu không mà chúng ta hiệu điện thế của cái tụ điện này có 35V thôi mà mình gắn vào cái mạng điện gia đình của mình đó, đúng không? Rồi các cái thiết bị điện tử của mình, tivi, tủ lạnh, máy giặt, bếp, bếp từ á, đó thì các em thấy là nó đều có cái mặt, cái bo mạch của nó đều có tụ điện mà nó lại dùng hiệu điện thế là 220V. Vậy nếu em không chú ý thì em gắn vào hiệu điện thế 220V thì cái tụ điện này nó nổ liền. Mình gọi là bị đánh thủng á, hay bị nổ. Đó, đó là cái phần mà chúng ta cần chú ý. Rồi, về điện dung của tụ điện á, thì các nhà khoa học người ta đã bằng thực nghiệm và chứng minh phần lý thuyết á, thì người ta đã tìm ra được cái công thức tính điện dung của tụ điện phẳng. Điện dung của tụ điện phẳng công thức là C bằng epsilon nhân epsilon không nhân S chia D. Tụ điện phẳng thì chúng ta có là cấu tạo là gồm có hai bảng kim loại đặt song song, tích điện trái dấu. Vậy các em thấy cái khoảng giữa của tụ điện phẳng này là một điện trường đều nha các em. Đây là điện trường đều. Và nó tích điện, hai cái bảng kim loại này là tích điện trái dấu nhưng cùng độ lớn nha. Và nó cách nhau một đoạn là đi. Mỗi bảng này thì các cái bảng này các em hình dung nó giống như là em cầm hai cái cuốn tập của em mà các em đặt song song với nhau vậy. Vậy thì mỗi cuốn tập nó sẽ có một cái diện tích là S. Nếu mà em đặt cuốn tập của em mà hình chữ nhật thì diện tích này là diện tích hình chữ nhật. Còn nếu mà chúng ta đặt là diện là cái hình tròn thì diện tích của nó là hình tròn. Đó, như vậy là cái S này là diện tích của hai cái vật dẫn hay là hai cái bảng kim loại. D này là khoảng cách giữa hai cái vật dẫn này. Và cái khoảng giữa này là môi trường điện môi hay là môi trường cách điện, chính là đặc trưng bởi epsilon, đúng không? Nếu mà là không khí hay là chân không thì epsilon là bằng 1. Còn nếu các cái môi trường khác thì epsilon sẽ lớn hơn 1. Chân không với không khí là nhỏ nhất rồi nha. Epsilon không này là hằng số điện 8,85 nhân 10 mũ trừ 12. Và C là điện dung đơn vị là farad. Rồi, ngoài ra thì chúng ta còn có cái công thức tính điện dung của tụ điện cầu. Tụ điện cầu thì lúc này chúng ta sẽ có hai cái vật dẫn, đó là hai cái mặt cầu, một mặt bên ngoài và một mặt bên trong. Thì mặt bên ngoài và mặt bên trong này là tích điện trái dấu nhau và có cùng độ lớn. Bên trong này là tích điện là cộng quy, thì bên ngoài là tích điện là trừ quy. Thì em sẽ thấy rằng cái khoảng không gian ở giữa hai cái mặt cầu này á, là nó có điện trường nha. Thì điện trường trong trường hợp này là không đều nha các em. Và tại mà chúng ta biết là hai cái vật dẫn như vậy nó tạo thành một cái tụ điện, và tụ điện lúc này có điện dung C được tính bằng công thức là 4B nhân epsilon epsilon không nhân A nhân B chia cho với mẫu là B trừ A, với A và B lần lượt là bán kính của cái mặt của cái hai mặt mặt cầu kim loại.
Đó, như vậy là chúng ta có cái công thức tính điện dung của tụ điện phẳng và điện dung của tụ điện cầu. Rồi, phần thứ ba là chúng ta sẽ đi khảo sát đó là phần ghép tụ điện. Thì tụ điện nó sẽ có điện dung là C và nó sẽ đặt vào một hiệu điện thế U, nó tích được một cái lượng điện tích là Q. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm một cách nào đó để chúng ta sẽ ghép tụ điện, sau cho chúng ta sẽ ứng dụng và dùng cái bộ tụ này cho những cái mạch điện tương ứng. Thì có hai cách ghép tụ điện, đó là ghép nối tiếp các tụ điện và ghép song song các tụ điện. Thì phần đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu đó là ghép nối tiếp các tụ điện. À, thì các em thấy là ghép nối tiếp là như thế nào? À, ghép nối tiếp đó là chúng ta sẽ gắn hai cái bảng của tụ điện. Tạo thành một cái hệ nối tiếp nhau và đặt vào cùng một cái hiệu điện thế U. Như vậy chúng ta sẽ thấy là cái hiệu điện thế U này là nó đặt và nó nối với các cái bảng của tụ điện. Thì khi mà tích điện á, là tích như thế này nè các em. Đầu tiên á, là đây là cực âm của tụ điện phải không? À, cực âm của tụ điện thì lúc này chúng ta sẽ thấy là nó nối với cái bảng bên phải của tụ C2. Thì lúc này bảng này tích điện âm là trừ Q. Thì do cái điện hưởng toàn phần nên là bảng bên trái của tụ C2 là tích điện dương là cộng Q. À, bên đây á, là cực dương thì làm cho bảng bên trái của tụ C1 này tích điện dương là cộng Q. Thì bảng bên phải của tụ điện C1 này là tích điện âm là trừ Q. Đó, đó là cái cách mà xác định các cực là như vậy á. Thì các em sẽ thấy là hai cái bảng này nó sẽ theo thứ tự nè, cộng Q nè, trừ Q nè, cộng Q nè, trừ Q. Có nghĩa là cực dương của bảng này nối với cực âm của bảng kia, thì chúng ta gọi cái mắt này là mắt nối tiếp. Nè, đây là cực dương của tụ C2 nè, mắt với cực âm của tụ C1 nè, mắt như vậy gọi là mắt nối tiếp nha các em. Và khi mà một cái tụ điện nó tích điện mà nó có hai bảng là bảng dương và bảng âm á, thì thường chúng ta sẽ sử dụng một cái bảng để chúng ta nói đến điện tích của cái tụ đó. Ví dụ như là thầy dùng bảng dương thôi để thầy nói tới cái điện tích của cái tụ đó. Như vậy là tụ C1 thì tích điện là Q1, có hiệu điện thế là U1. Tụ C2 tích điện là Q2 và có hiệu điện thế là U2. Và ở đây thầy lấy cái bảng dương để thầy nói về điện tích của mỗi tụ điện. Và lúc này hai cái tụ điện này mà ghép nối tiếp với nhau thì thầy sẽ gom chúng lại tạo thành một cái tụ tương đương. Và tụ tương đương này thầy gọi là bộ tụ điện. Và thầy ký hiệu là CB. CB là điện dung tương đương của bộ tụ điện. Và bộ tụ điện lúc này trong cái hình của chúng ta là gồm có hai tụ điện. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm điện dung tương đương của bộ tụ điện này. Thì như cái hình game quan sát đó là chúng ta sẽ dùng công thức đó là một phần CB sẽ bằng một phần C1 cộng một phần C2. Thì với công thức này chúng ta sẽ đi tính ra được cái điện dung tương đương của bộ tụ. Mà em đã tính ra điện dung tương đương của bộ tụ nghĩa là em ghép hai tụ này thành thành một tụ rồi. Đó, như vậy mình vẽ lại bây giờ chỉ còn có một tụ thôi. Mà tụ này mình gọi là cái bộ tụ tương đương. Được không? Thì chúng ta sẽ có mối liên hệ về ba cái đại lượng, một là điện tích Q, hai là hiệu điện thế U và ba là điện dung tương đương của bộ tụ. Thì các em nhớ cho thầy cái công thức ha, đó là khi mà mắt nối tiếp
thì điện tích quy của các tụ nó sẽ bằng nhau. À, chúng ta có quy sẽ bằng quy 1 bằng quy 2 và bằng quy n. Mắt nối tiếp là nhớ là điện tích bằng nhau. U của mắt nối tiếp thì U sẽ bằng tổng các U giữa hai đầu của mũ tụ điện cộng lại, U bằng U1 cộng U2 cộng UN. Còn điện dung tương đương của bộ tụ thì được tính bằng công thức, đó là chúng ta sử dụng công thức là tổng nghịch đảo của các điện dung của các tụ điện. À, 1 phần CB sẽ bằng 1 phần C1 cộng 1 phần C2 cộng 1 phần CN. Vậy nhớ cho thầy ở cái phần slide này là ghép tụ điện và ghép nối tiếp. Thì khi mà mình cho các cái tụ này nó tích điện dương âm thì mình thấy là cái bảng dương của tụ này nối với bảng âm của tụ kia, thì ghép như vậy mình gọi là ghép nối tiếp. Mà ghép nối tiếp thì quy là điện tích sẽ bằng nhau, U thì bằng tổng, còn CB là điện dung tương đương của bộ tụ thì dùng công thức là 1 phần CB bằng 1 phần C1 cộng 1 phần C2 cộng 1 phần CN. Rồi, trường hợp thứ hai đó là ghép song song các tụ điện. À, ghép song song các tụ điện thì các em mới quan sát, các em thấy là thầy cho hai tụ điện được nối vào một cái ắc quy. Thì chúng ta sẽ quan sát về cái cách tích điện của hai tụ điện này. Đó là các em thấy là cái cực âm của cái ắc quy này nó có nhiều electron, do đó electron này nó sẽ chạy và nó tích điện vào cái bảng bên phải của tụ C2, và cái electron này nó cũng chạy lên đây nó tích điện vào cái bảng bên phải của tụ C1. À, như vậy các em thấy rằng là lúc này hai tụ này nó tích điện là đều tích điện âm. Đó, thấy không? Thì theo cái hiện tượng điện hưởng toàn phần thì lúc này bên bảng bên trái của hai tụ C1 và C2 này sẽ tích điện dương, và nó gắn với cực dương của pin hay là của ắc quy là đúng luôn. À, như vậy thì lúc này mình nhìn vào cái hình mình thấy là cực dương của tụ 1 nối với cực dương của tụ 2, cực âm của tụ 1 nối với cực âm của tụ 2, thì ghép như vậy chúng ta gọi là ghép song song. Em đã phân biệt được cách ghép nối tiếp và ghép song song chưa? À, ghép song song thì bảng dương tụ này nối với bảng dương của tụ kia, bảng âm tụ này nối với bảng âm của tụ kia thì mình gọi là ghép song song. Còn ghép nối tiếp có nghĩa là bảng dương của tụ này phải nối với bảng âm của tụ kia. Đó, có nghĩa là hai cái bảng nó trái dấu nhau, nó nối với nhau thì mình gọi là ghép nối tiếp. Còn ở đây là chúng ta thấy là các bảng cùng dấu nối chung với nhau thì ghép như vậy gọi là ghép song song. À, như vậy là ghép song song thì lúc này chúng ta sẽ đi xây dựng các cái mối liên hệ, đó là nhớ cho thầy là ghép song song thì U bằng nhau. Okay. Ghép song song là U bằng nhau, U bằng U1 bằng U2 bằng UN. Còn điện tích quy thì lại bằng tổng. À, điện tích quy của bộ tụ thì bằng tổng các điện tích quy của từng tụ cộng lại. Như vậy quy sẽ bằng quy 1 cộng quy 2 cộng với quy n. Còn điện dung tương đương của bộ tụ, và có nghĩa là hai cái tụ điện ghép song song như thế này, bây giờ thầy gộp chung nó lại thành một tụ thôi, thầy gọi là bộ tụ điện. Thì lúc này điện dung tương đương của bộ tụ điện thì các em có thể ghi là C tương đương hoặc là CB cũng được. À, khi mà đánh máy thì thầy ghi chữ tương đương, thì lúc mà xài mắt thai thì nó hơi khó đánh nên là thầy ví dụ là CB là C bộ, là điện dung, các em hiểu là điện dung tương đương của bộ tụ á.
thì bằng là C1 cộng C2 cộng CN. Đó, như vậy các em nhớ các cái công thức tính điện dung tương đương của bộ tụ ghép nối tiếp, ghép song song, mối liên hệ về hiệu điện thế U, về điện tích quy thì chúng ta áp dụng vào chúng ta giải bài tập. À, thầy và các em qua phần thứ tư đó là các loại tụ điện và ứng dụng. À, như vậy chúng ta quan sát cái hai cái hình ảnh mình thấy là có rất là nhiều loại tụ điện. Quan sát mình thấy màu sắc của nó cũng rất là đẹp đúng không? Và cái hình thứ hai đó là ứng dụng của tụ điện vào trong cái mạch điện tử. Thì chúng ta mới coi thử là bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào một cái mạch điện như thế này thì chúng ta có thể nhận ra được là những cái thiết bị nào là tụ điện hay không. Đúng không? Như vậy là để mà nhìn vào một cái mạch điện mà chúng ta biết đây là tụ điện, đây là điện trở, đây là diode, đây là transistor thì chúng ta cần phải phải học nó. Chúng ta còn phải học và chúng ta nhận dạng cái hình ảnh của nó, phân loại nó. Rồi, thì về tên gọi thì tụ điện thường lấy tên của cái lớp điện môi để đặt tên cho tụ điện. Ví dụ như là tụ không khí thì cái lớp điện môi là cái khoảng giữa hai cái bản tụ là không khí. Tụ giấy thì cái lớp ở giữa, lớp điện môi ở giữa hai cái bản tụ đó là bằng giấy. Tương tự như vậy tụ mica, tụ sứ, tụ gốm. Đó là về tên gọi. Còn về tính chất á thì tụ điện sẽ chia thành hai loại chính. Một đó là tụ điện phân cực. Tụ điện phân cực có nghĩa là hầu hết các tụ hóa là tụ điện phân cực. Có nghĩa là có cực xác định. Và khi nối phải đúng cực âm dương. Đây là cái hình ảnh về tụ điện phân cực này các em. Và khi các em mà chúng ta có sử dụng về tụ phân cực thì chúng ta nhìn kỹ nó sẽ có hai cực là cực dương và cực âm. Nó có hai cực, cực dương và cực âm. Và như vậy mình sẽ thấy là cái tụ điện phân cực này hầu hết là tụ hóa. Và khi mà các em nối thì phải nối đúng cực, cực âm với cực dương thì nó mới hoạt động. Thì có một bạn đặt câu hỏi cho thầy là vậy pin cũng là một loại tụ điện đúng không thầy? Đúng rồi em, pin cũng là một loại tụ điện nha. Và pin nó được nạp điện và pin nó cũng là một cái dạng của tụ hóa. Điện dung của tụ phân cực đó em là nó nằm trong khoảng từ 0,47 microfarad đến 4.700 microfarad và nó thường được dùng trong các mạch có tần số thấp và dùng để lọc nguồn. Thì các em mới chú ý á, là nếu mà chúng ta đã học cái công thức tính tần số của mạch dao động LC ở lớp 12 á thì chúng ta có học cái công thức là F bằng 1 phần 2 pi căn LC. Như vậy là F với lại là điện dung C nó tỷ lệ nghịch với căn bậc 2, F tỷ lệ nghịch với căn bậc 2 của điện dung C. Vậy chúng ta sẽ thấy là cái điện dung C mà nó lớn thì F nó sẽ nhỏ. Đó, và F nhỏ thì chúng ta gọi là có tần số thấp. Và cái tụ điện phân cực thì thường được dùng trong các cái mạch lọc nguồn. Thì ở đây các em quan sát trong hai cái mạch điện này thì chúng ta có thể nhìn vào và chúng ta có thể xác định được cái tụ điện phân cực hay không. Thì ở đây các em quan sát hình nè, đây là một cái tụ điện phân cực này các em. Đây, cái hình ảnh thầy có cho chúng ta là nè. Vậy chúng ta nhìn kỹ thì đây là một cái tụ phân cực, đúng không? Bên đây có một cái tụ màu xanh giống vậy nè. Đúng không? Và bên đây có hai cái tụ phân cực nữa nè. Mà nó nhỏ hơn. Rồi ngay chỗ này nó cũng có một cái tụ phân cực nữa nè.
Thì tất nhiên mỗi tụ này nó sẽ gắn với một cái thiết bị điện tử khác nhau, ok, hoặc là gắn với cuộn dây, hoặc là gắn với các cái thiết bị mà nó được dùng để tích và phóng điện để nuôi các cái thiết bị đó, giúp các thiết bị đó hoạt động á. Rồi ở cái mạch điện bên phải này á, thì chúng ta có thể quan sát được các cái tụ điện phân cực hay không. À đây đây đây, đây các em thấy này, có một cái tụ phân cực này. À đây là có một tụ phân cực. Rồi ở đây nó có những cái tụ nhỏ hơn. Đó. Đó là các cái tụ phân cực dùng trong cái mạch lọc nguồn nhé các em. Tụ điện thứ hai là tụ điện không phân cực. À, tụ điện không phân cực đó là không xác định cực dương âm. Ví dụ như tụ giấy, tụ gốm, tụ mica. À, đây là tụ giấy này, tụ gốm, tụ mica. Ba cái tụ này. Và khi các em gắn vào mạch điện thì các em không cần quan tâm tới cực của nó. Và cái điện dung của tụ điện không phân cực này nó nhỏ hơn 0,47 microfarad. Mà chúng ta biết là C mà nhỏ thì F sẽ lớn. À, vậy thì tụ điện không phân cực thường được dùng trong các mạch điện có tần số cao, F lớn á, hoặc là mạch lọc nhiễu. Thì ở đây các em mới quan sát trong cái hai cái mạch điện tử này thì chúng ta sẽ thấy là đây chính là cái tụ điện không phân cực. À, đây là tụ điện không phân cực. Ở đây cũng có tụ điện không phân cực này. Rồi. Rồi. Hoặc là ở bên này thì chúng ta có một dãy màu xanh này chính là tụ điện không phân cực. Đó, như vậy là chúng ta khảo sát xong cái phần lý thuyết này thì chúng ta nhìn vào trong một cái mạch điện thì chúng ta có thể phân loại được là cái tụ điện nào là tụ điện phân cực, tụ điện nào là tụ điện không phân cực và ứng dụng của mỗi loại tụ này là trong cái mạch điện gì. Thì mạch lọc nguồn với mạch lọc nhiễu á, là nếu mà ở đây chúng ta mà có những bạn nào mà học bên điện á, mà các em đã đi làm thực hành và chúng ta sử dụng cái dao động ký điện tử các em, đúng không? Oscilloscope đó, đó để chúng ta đo các cái xung á, đó, thì các em sẽ thấy là các cái xung tín hiệu mà khi mà nó có những cái hình ảnh á, thì nếu mà cái phòng thí nghiệm của mình mà các cái ổ điện hoặc là các dây điện mà nó kém chất lượng thì lúc này cái xung của chúng ta quan sát nó sẽ bị nhiễu, hiểu không? Cái xung quan sát của mình nó sẽ bị nhiễu, nó sẽ tạo ra các cái đường ren cưa chứ không, nó không có tạo thành những cái đường thẳng đẹp. Đó thì lúc này á chúng ta sẽ sử dụng một cái thiết bị, đó là thiết bị là mạch lọc nhiễu, thì lúc này nó sẽ loại bỏ cái nhiễu đi và nó làm cho cái đường nó sẽ trở nên đẹp hơn. Và mạch lọc nhiễu này với cái mạch lọc nguồn này thường được sử dụng, đó là ở những cái nhà mà người ta thích nghe nhạc á, mà người ta xài các dàn loa hoặc là các cái âm ly, đúng không? Thì bao giờ người ta cũng sẽ cái người ta mua cái âm ly đó, người ta sẽ tìm hiểu về cái mạch lọc nhiễu. Cái âm ly này nó có cái thiết bị lọc nhiễu này có tốt hay không? Mạch lọc nhiễu là như thế nào, đó là nếu mà các em mở một cái bài nhạc mà các em nghe mà với cái dàn loa và âm ly xịn đó, thì mình thấy là cái âm phát ra của cái bài hát của ca sĩ đó nó rất là trong, nó rất là thanh và nó rất là hay, mình nghe nó đã lắm đó. Thì đó là vì lý do là nó có một cái mạch lọc nhiễu tốt đó, người ta sẽ ứng dụng các cái mạch này vào trong những cái ứng dụng cụ thể như thầy vừa nêu. Và cái loại tụ điện thứ ba đó là tụ điện có điện dung biến đổi lượng, hay chúng ta gọi là tụ điện xoay, đó là tụ điện mà có điện dung C có thể biến đổi và nó gồm có hai cái hệ thống bảng hình bán nguyệt, trong đó một cái hệ cố định và một hệ linh động có thể xoay được. Thì các em nhìn vào cái hình các em thấy là có một cái loại cố định và một loại xoay. Thì loại cố định này chúng ta gọi là stator, đúng không? Là đứng yên.
còn rotor thì là quay. Mà khi mà nó quay như vậy thì cái diện tích nó sẽ thay đổi các em. Mà khi mà diện tích mà thay đổi á thì chúng ta sẽ thấy là điện dung C cũng sẽ thay đổi. Và điện dung C thay đổi thì lúc này cái tần số nó sẽ thay đổi. Rồi, và khi hệ thống cái bảng này nó xoay thì phần diện tích đối diện thay đổi, do đó điện dung cũng thay đổi. À, cái phần này thì vừa mới trình bày với chúng ta rồi á, đúng không? Thì như vậy em thấy là cái tụ điện xoay là có điện dung thay đổi. Và điện dung mà thay đổi thì tần số cũng sẽ thay đổi. Vậy ứng dụng của tụ điện xoay này dùng làm cái gì? À, như vậy là tụ điện xoay thường được sử dụng trong các radio để thay đổi tần số cộng hưởng khi dò các kênh. À, như vậy là nếu mà bạn nào mà có cái cassette hồi hồi xưa á, đúng không? Thì chúng ta có một cái nút vặn, nút điều chỉnh. Vậy điều chỉnh cái đó là điều chỉnh cái gì vậy? À, điều chỉnh cái đó là để chúng ta thay đổi cái điện dung của tụ điện, vì trong đó nó có một cái tụ xoay để nó thay đổi cái điện dung của tụ điện để nó bắt các cái tần số khác nhau. Và đây là cái hình ảnh cụ thể của một cái mạch điện mà có tụ xoay. Thì các em nhìn vào thì các em thấy đây là cái tụ xoay nè. Còn bên hình bên phải này thì đây là tụ xoay. Đó. Nhưng ngoài ra nếu mà các bạn nhìn kỹ á, ngoài cái tụ xoay á, trong cái mạch điện tử á, thì nó còn có thêm là tụ điện phân cực rồi tụ điện không phân cực, nó nằm chung hết trong một cái mạch điện. Ví dụ như cái hình bên phải này các em thấy là cái tụ màu xanh này là tụ điện phân cực nè, đúng không em? Tụ điện phân cực nè, mình học rồi á. Còn cái tụ mà màu cái hình màu xám xám này nè, mỏng mỏng này nè, đây là tụ điện không phân cực, đúng không? Đó, hoặc là ở đây chúng ta có cái màu đen này chính là tụ điện phân cực nè, còn các cái màu màu cam nè, tụ điện không phân cực, đó nó đều nằm chung hầu hết trong một cái mạch điện. Tụ điện phân cực và tụ điện không phân cực thì thường được dùng nhiều hơn nha các em. Còn tụ điện xoay á, là chỉ dành cho trường hợp nào mà chúng ta muốn điều chỉnh cái điện dung C.
À, như vậy là qua cái phần số 4 các loại tụ điện và ứng dụng thì thầy hy vọng là các em đã phân biệt được các cái loại tụ điện cơ bản và cách và cái cách sử dụng cũng như là ứng dụng của các tụ điện này trong kỹ thuật điện tử. Phần thứ năm chúng ta khảo sát đó là năng lượng của tụ điện. Thì các em biết rằng là khi tụ điện mà tích điện thì giữa hai bảng của tụ điện nó sẽ có một cái năng lượng. Thì trước hết là mình biết rằng á, là khi tụ điện tích điện á, thì ở đây mình khảo sát là tụ điện phẳng á, thì cái bảng này sẽ tích điện dương, bảng bên phải này tích điện âm, và giữa hai bảng của tụ điện này nó sẽ có một điện trường đều nếu mà đối với tụ điện phẳng. Như nãy thầy cũng đã đề cập thì cái năng lượng của tụ điện chính là năng lượng điện trường giữa hai bảng của tụ điện. Và như vậy chúng ta có năng lượng của tụ điện thực chất là năng lượng của điện trường tồn tại giữa hai bảng của tụ điện. Và công thức thì chúng ta sẽ dùng công thức là W bằng 1 phần 2 Q nhân U, hoặc là bằng 1 phần 2 C nhân U bình phương, hoặc là bằng 1 phần 2 Q bình phương chia C. Như vậy mình thấy là cái năng lượng của tụ điện chính là năng lượng điện trường, mà năng lượng điện trường thì nó tồn tại giữa hai hai bảng, và nó đặc trưng là nó phụ thuộc vào các cái đại lượng đặc trưng của tụ điện như là điện tích Q mà tụ tích được, thì điện thế U đặt giữa hai hai bảng tụ và điện dung C của tụ điện.